Mới có đề ba thôi, bị cỏ nhẹ đó các bạn. Đây nó có cái trụ đấy không các bạn, nó dễ dính như đó ha. Hôm bữa là bị mắc cạn, cú đánh lái sai lầm của chồng ha.
cái bộ vô lăng nó lái cái chiếc này vô cốt dưới luôn.